hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với Roblox TikTok. Let's go. Thì cái game ngày hôm nay á bạn, mà mình với Sammy sẽ chơi chung với nhau á, là một cái tựa game khá là quen thuộc thôi. Nó giống y hệt như Squid Game vậy bạn, nhưng ở một cái phiên bản khác. Đây là một cái trò chơi của Nhật Bản đó, ở một cái bộ phim mà nếu như bạn nào có xem phim này sẽ biết. Nói chung là bạn nào chưa xem thì chúng ta vào chơi game á thì mình sẽ giải thích cho bạn hiểu nha. Ok rồi, vô thôi. Đây là một cái game mà mình đã tìm được ở trên TikTok đó mọi người ạ. Bây giờ chúng ta xem thử cái game này nó có vui không nha. Let's go, let's go. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên. Ok, đây là một ông thầy giáo và boom! Ông thầy giáo đã bị một con quái vật tiêu diệt. Oh my god, trò chơi đầu tiên nha các bạn nha, sẽ một cái trò đơn giản thôi, đó chính là y hệt như là chơi chị búp bê vậy các bạn. Đó là có nghĩa là chúng ta sẽ phải di chuyển trong lúc con này đang quay mặt đi chỗ khác. Nó chỉ cần quay mặt lại mà chúng ta di chuyển chúng ta sẽ thua. Okay. Bắt đầu nha. Go. Ok ok, đi từ từ thôi, từ từ thôi. Nó quay lại kìa. Có một người thua đầu tiên rồi. Oh my god. Nhiệm vụ chúng ta là phải lại gần và tắt cái con búp bê đó. Còn ai thua nữa không? Ồ mày quá, chưa có ai thua hết. Tiếp. Ok. Ôi trời ơi, có một người thua nữa rồi. Oh my god, nổ cái đùng luôn. Trời ơi trời. Dừng. Căng thẳng quá. Tắt con búp bê rồi. Tắt đi Sam, hay quá. Rồi, Sammy tắt cái con búp bê nha các bạn nha. Trời ơi, mừng thật sự. Sợ quá à. Oh my god, game này đáng sợ thật sự các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bị ngất xỉu để chúng ta đi qua màn game tiếp theo. Ủa, trò chơi tiếp theo là gì đây? Trời vậy? Cửa. Chọn cánh cửa. Ồ, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm cánh cửa bạn ơi. Tìm kiếm những thay đổi trong mắt và mũi. Ok, là cái cửa nào mà nó cười đúng thì là đúng. Cái gì vậy bà nội? Chúng ta phải chọn cái cánh cửa nó phù hợp với cái khuôn mặt này. Ok, từ cái khuôn mặt này. Rồi, ok, cái con mắt nhìn lên trên. Chết rồi, nó xoay thế này sao chọn? Ok, đây này, con mắt nhìn lên trên, mắt nào nhìn trên. Con mắt này. Chắc chắn là con mắt này rồi. Tôi sẽ chọn con mắt này. Mắt nào vậy? Mắt này là sao ơi? Trời ơi. Trời ơi, cái bà này bà chậm quá bạn ơi, bỏ ngoài mất tiêu rồi. Cửa nào vậy? Trời ơi, cái bà này thiệt luôn á. Cái hình cái cửa bà chọn hoài không đúng vậy trời. Cửa theo. Hai bên, nhà nó hai bên, mắt con mắt bên. Nhìn léo qua hai bên đúng không? Ok rồi, bây giờ đứng im nè, chờ cho nó xoay nè. Lại bên, con mắt lấy hai bên. Đây, con mắt này. Đây. Ok, tôi sẽ chọn con mắt này. Ok, chắc chắn là đúng rồi, cửa đóng lại nè. Ok. Là cái nào đây? Cái chừng nha. Đúng rồi. Oh my god, thở thế nha. Wow, đã có những người chơi bị loại nè các bạn ơi. Và con mắt tiếp theo là con mắt nhìn xuống dưới. Ui. Cái cửa nó lật xuống dưới để cho chúng ta khó tìm hơn luôn nè các bạn. Vậy có nghe là con mắt xin lít lên trời. Đúng rồi. Ngược lại nó mắt xin lít lên trời. Trời ơi, chơi dữ vậy ông nội. Mắt nào lít lên trời, đây mắt nào lít lên trời nè. Mắt nào lít lên trời nè. Ủa thấy mắt nào cũng lít lên trời vậy? Đây nè, cái này. Ok thôi không sao, tôi sẽ chọn đại cái này đi. Để tôi thấy cái này nó cũng lướt lên với lại được nhiều người vô nè. Ai đúng ta? Đúng rồi. Yeah, tôi cũng đúng rồi, may quá. Rồi ok, con mắt tiếp theo sẽ là con mắt nhìn bình thường. Ok. Ôi, nó có cái gì nè, nó có cái thanh sắt gì nè. Ấy da. Ôi trời, cái thanh sắt này nó xoay vòng tròn các bạn ơi, mình phải né nó. Ôi nhảy nè. Ôi nhảy nè. Mình cứ chạy theo thanh sắt thôi, cần phải chạy nhờ. Ok ok, rồi, hay là con mắt nhìn bình thường đúng không? Con mắt nhìn bình thường. Bình thường là cái nào vậy? Tôi cũng thấy mà. Mắt này. Vô. Ok. May quá tôi vô kịp. Ủa sao vô không kịp hả? Không kịp. Ủa vậy sao thua luôn hả? Biết, từ để xem quả. Chưa chơi tôi thua. Ok, game tiếp theo nè. Ui, trời có mấy tiếng la nghe sợ dễ sợ luôn á. Rồi. Ôi sao mày hồi sinh này nè, may quá, hình như cái này được hồi sinh mấy lần hay sao á. Yeah. Ok, trò chơi tiếp theo, bạn phải chọn một người chơi nào đó ở đây. Ok, tôi sẽ chọn chọn này đi. Hình như tôi không được chọn hay sao á, kỳ vậy. Ui, tôi được hai, tôi bị hai nè. Không biết, từ từ để xem quay. Đừng có nói là bắt tôi nha. Ui, may quá không phải tôi, trời may quá không phải tôi. Ôi trời bạn ơi, nhìn kìa, cái người chơi kia họ đã bị giật điện rồi. Oh my god. Bị chọn sao bị giật điện tội quá à. Trời ơi, người nào bị chọn sẽ bị giật điện như thế á bạn. Trời xong nằm đóng luôn, nhìn đúng thương luôn mấy ông. Ok không sao, đến với màn tiếp theo. Trượt. Màn trượt tuyết đúng không? Đúng rồi, hình như cái trò là trượt tuyết nè. Băng gì mà sao cần gai quá không kìa. Rồi, trò chơi tiếp theo. Bạn thấy hại sẽ phải trượt tuyết và sử dụng A và D để né những cái bẫy, những thực phẩm nguy hiểm các bạn. Ok. Nói chung trong đây nó dịch tào lao, tôi sẽ dịch lại cho bạn nghe. Ok rồi, nói chung là đây là trượt tuyết đó. Trong thời gian các bạn phải trượt tuyết về tới đích đó. Ok. Ok. Bắt đầu. Hey. Tôi người thích trò chơi này từ chơi rất là nhỏ. Hey. Ui. Hey. Yeah.
Ui, ui có mấy cái hộp quà để cho chúng ta dùng dùng kỹ năng luôn nè. Kỹ năng chạy nhanh hơn. Ok, tôi dùng kỹ năng chạy nhanh hơn. Ui, trời tôi chạy đúng nhanh luôn Sam. Dạ, tôi phải được nhất, tôi phải được nhất. Ui. Hộp quà nè. Kỹ năng tiếp theo của mình sẽ được gì đây? Kỹ năng khiên chống chọi. Ok, bật khiên lên. Đã vậy, tao không được gì. Ây da, trời ơi. Bay qua lửa luôn. Đó, trời tôi quá đỉnh Sam ơi. Cẩn thận nha, có chừng lạc đường nha, có chừng lạc đường nha. Còn 2 phút cuối cùng. Còn 2 phút cuối cùng đi để tới nơi, tôi sắp tới rồi. Tôi sẽ tới nơi cho ông xem, tôi hơi lú đường thôi. Ây da, cái gì vậy trời ơi? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, mấy bạn coi mình trượt đúng đỉnh luôn. Ôi tôi là người đầu tiên luôn nè. Wow, top 1. Tôi sẽ là người top 2 trong xem. Cố lên Sam ơi, cố lên. Đây, tôi gì đây? Top 2. Yeah, tôi top 2 không ơi. Ủa phải không? Phải top 2 không? Đấy, tôi về rồi. Yeah. Ok, ok. Yeah, kết thúc game. Ok. Yeah. Oh, quá được. May quá tôi ơi, vẫn chưa bị loại các bạn ơi. Game đang hơi đỉnh nha. Ủa vậy? Sắp tương. Ồ, sắp nhà rồi. Ủa? Ủa gì đây? Trò chơi tiếp theo, bóng tránh né. Bạn sẽ được chia làm hai đội. Nhiệm vụ của bạn là phải ném bóng vào rổ của đối phương. Là tôi ném ông là ông thua. Bởi vì mình hai team. Ủa phong tiếp kia luôn hả? Ủa? Tôi giỡn thật hả? Tám team bên kia hả? Rồi xong luôn. Chúng ta không thuộc về nhau. Thầy ném đúng đúng không? Ném trúng đúng không? Từ từ mấy ông tránh ra. Để tôi ném Sam coi. Ôi ném Sam nè. Ui trời, ném không ơi. Chạy bóng đâu. Ném Sam nè. Ây da, trời ơi, Sam ném chúng tôi rồi. Ây da, chạy tôi rồi. Chưa sao, giỡn đùa. Giỡn đùa nè, giỡn đùa với con gái nè. Chết rồi, đội bên kia có vẻ mạnh quá. Anh em ơi, tiến lên đi. Tôi ném dở lắm, tôi sẽ để cho anh em ném. Trời ơi, cái gì cây Sam Sammy nè, Sammy nè. Ông ném ai vậy, giỡn nội. Tôi ném bà đó, bà còn có xíu máu nè. Bên đội bên kia còn mấy người ơi. Yeah, cố lên anh em. Oh my god. Chà. Yeah, win! Đội của mình ném thắng các bạn ơi, let's go! Xin lỗi Sam nha, nhưng mà chúng ta không thuộc về nhau rồi, chúng ta là hai đội khác nhau rồi. Oh my god, thật là buồn thật chứ. Rồi, ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò tiếp theo nha. Thì trò này sẽ chơi như thế này nè. Nhiệm vụ chúng ta là phải né mấy cái quả chuối của cái con khỉ này nó quăng ra. Và chúng ta sẽ phải lụm những cái gì ta, những cái tên lửa này chúng ta tấn công con khỉ. Right! Đó, thấy không? Và ngay lập tức con khỉ nó sẽ bị ngất xỉu. Và trong lúc nó ngất xỉu thì chúng ta sẽ phải tắt cái con khỉ này đi. Đó, chúng ta tắt cái công tắc của nó đi. Lụm tên lửa nè. Con khỉ nè. Rồi nó xỉu rồi. Tắt. Ok, được một lần rồi. Ôi, con khỉ nó vẫn sống dậy bạn ơi. Hình như con khỉ này phải đánh nhiều lần hay sao á. Ây da, nó quăng tôi xa mấy mét luôn. Trời ơi, nó khỏe quá. Con khỉ này nó khỏe nha các bạn nha. Rồi, nó ngất xỉu rồi kìa. Tắt. Anh em ơi, lao lên. Rồi ok, hay lắm rồi, tắt được rồi. Ok, nó chuẩn bị nó tỉnh dậy thêm lần nữa nè. Con này nó nhiều mạng lắm bạn ơi, mình phải tắt liên tục hiểu không? Ok. Đâu, quăng quả chuối đi. Nó làm gì? Nó xoay cái đầu của nó vậy bạn? Nó rớt cái đầu nó xuống đất rồi. Ủa cái gì vậy? Ê, cái đầu của nó đuổi theo mình nè bạn ơi. Oh my god, cái con khỉ này nó kinh khủng quá. Chạy đi em ơi, tấn công nó đi. Cái đầu của nó đuổi theo tôi bao ơi. Cái đầu của nó đang đuổi theo tôi. Anh em dùng tên lửa tấn công con khỉ đi. Ok, con khỉ ngất xỉu rồi. Tắt. Ok, rồi tắt công tắc xong rồi. Ui. Ui, xong luôn, con khỉ nó bị cháy nha các bạn ơi. Nó bị tắt xong rồi nó bị cháy rồi nè. Yeah, là win rồi đó. Oh my god. Tôi đã vượt qua được thêm một trò nữa rồi. Mừng thật sự luôn á. Ok, trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là trò vòng loại. Nhiệm vụ của bạn là phải truyền cái củ khoai tây của bạn cho người khác. À, nói chung là cái củ khoai tây nó giống như là quả bom vậy các bạn. Khoai tây bom hiểu không? Đó, chúng ta sẽ đưa cái quả khoai tây đó cho người khác nếu như chúng ta là người đang cầm cái quả khoai tây đó. Không phải em xui nó vậy đúng không? Ok, sao tôi xui được? Đó các bạn thấy không? Cái ông nào mà có cái số trên đầu bên kia các bạn thấy không? Đó, hết mười mấy giây là nó sẽ nổ đó. Ui. Sợ đấy à. Sammy thua rồi các bạn ơi. Giờ chỉ còn có mỗi mình tôi thôi à. Yên tâm đi Sam. Tôi sẽ cố gắng. Ít ra tôi phải được top 2, top 3 chứ không được top 1, phải top 2, top 3. Ui, tôi là người chọn nè. Ok, đưa cho ông này. Ôi, ông đuổi theo tôi Sam ơi. Ông đuổi theo tôi. Ông bay, ông nhảy, ông đuổi theo tôi kìa. Nhảy. Ê, trời, ông đuổi tôi ơi. 7, 6, đúng rồi, thôi. 5, 4, cố lên, cố lên, cố lên. No. Tôi thua. Bánh xác vừa cũ thôi. Tôi nổ bánh xác rồi các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, ok bạn ơi, nói chung
là tôi mới vừa nói với Sam là tôi sẽ cố gắng được top 2, top 3 gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại thua luôn mấy ông ơi. Cho nên thôi không sao. Bây giờ thì chúng ta còn hai người chơi cuối cùng nè. Thôi thì bây giờ lỡ thì chúng ta sẽ xem hai người chơi này coi ai thắng nha. Hiện tại bây giờ đang có một anh tóc đen trắng nè, còn anh bên kia là anh này là anh không có tóc luôn nha các bạn. Anh này có tóc, anh kia không có tóc nha. Nói đơn giản là có tóc mà không có tóc đó. Ok. Rồi bây giờ nè Sammy à, tôi với bà sẽ chơi trò này không? Tôi sẽ chọn anh không có tóc nè. Đó, Sammy chọn anh có tóc đi. Sao? Tôi thích anh không có tóc rồi. Ok, rồi nhường, tôi nhường Sam luôn đó. Rồi ok. Bây giờ nếu như mà anh có tóc của tôi mà thắng á thì bà sẽ phải bao tôi một con tôm hùm. Đó, còn nếu như mà gì dữ vậy? Đúng rồi, còn nếu như mà bà thắng thì tôi sẽ bao bà con tôm hùm. Rồi ok, cố okay. Anh có tóc ơi, cố lên. Ui, đánh kìa. Không có tóc làm sao mà nắm tóc được đúng không? Không có tóc á. Không có tóc bị người ta quơ cái cây dính vô đầu cái là coi như là bị sát thương mạnh hơn, hiểu không? Đúng không? Đó. Sát giờ không có tóc lợi hơn thấy không? Đó thấy giờ dễ thương, thấy giờ thấy ông này là thấy là mạnh rồi. Thấy giờ trời ơi, tôi thắng chắc rồi ông ơi. Ôi no, anh ơi con tâm hùm của em là do anh nó ra. Trời cố lên anh ơi. Trời ơi trời. Ui trời quýnh. Trời ơi, hiện tại tôi thấy là anh ui, anh có tóc của tôi số điểm đã cao hơn rồi. Cố lên anh. Ôi, người ta có tóc là bình thường mà không có xem hả? Mấy cái người nhân vật mà có tóc là người ta gọi là phải xịn lắm, hiểu không? Đó. Yeah. Nhân vật mà không có tóc á thì mà mạnh á thì chỉ có thể là Saitama thôi, nhưng mà đây là Roblox chứ không phải là Saitama. Ok. Anh không có tóc ơi, không có tóc, cố lên. Cố lên thế nào được? Cố lên, anh có tóc ơi, đánh đi. Ôi, no! Anh có tóc hiện tại đang bị mất một điểm rồi. Cố lên anh. Yeah, hay quá. Ơi, quýnh được cái anh không có tóc rơi xuống dưới rồi. Quá đơn giản luôn. Tiếp đi anh. Ok, quýnh đi anh. Thằng thẳng quá bạn ơi. Mồ hôi chân, mồ hôi tay, mồ hôi tóc. Hiện tại bây giờ hai anh mỗi người chỉ còn một mạng cuối cùng thôi. Người nào bị té xuống bên dưới là sẽ bị mất điểm đó. Cố lên anh. Con tâm hùm của em là do anh quyết định đó. No. Ai, trời ơi, anh có tóc chỉ còn một mạng cuối cùng mà thôi. Cố lên anh ơi. Cố lên. Hết rồi đó ông ơi. Ủa hết đó luôn hả? Yeah, không có tóc là có thật anh. Finish you. Quá trời ơi, tôi thua rồi. Cay quá, mất con tâm hùm mẹ ơi. Yeah. Không ngờ không có tóc lại mạnh nó như vậy. Ồ, ok, để coi anh ấy sẽ được đưa đến đâu đây. Bởi vì anh ấy là người chiến thắng cuối cùng. Để coi anh ấy sẽ được đưa đến đâu đây. Ồ, gì đây? Anh ấy được đưa vô một căn phòng. Ở trong căn phòng đó có một cánh cửa. Và sau khi mở cái cửa ra thì anh ấy sẽ được đi đến đâu đây? Tự do hả? Người chiến thắng. Người chiến thắng. Cậu bé lóc chóc 2. Cái tên hay nhờ. Cái tên hay nhờ. Cậu bé lóc chóc. Ok, xin chúc mừng anh cậu bé lóc chóc đã chiến thắng trò chơi này của chúng ta. Yeah, và lại tiếp tục là một tựa game Roblox ở trên TikTok mà mình tìm được. Khá là hay. Trời ơi, bạn nào biết cái game nào của Roblox mà hay nữa thì hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ tìm cái game đó của các bạn để mình chơi nha các bạn nha. Ok, game này quá là hay luôn bạn ơi. Và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em nào thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Và các bạn muốn mình sẽ chơi game nào ở trong Roblox nữa, các bạn hãy ghi cái tên của nó ở bên dưới, mình sẽ chơi nha. Ok, có gì thì bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.